Phải nói để Australia có thể vượt qua vòng bảng và có mặt tại vòng 1/8 ở World Cup năm nay, đó được xem hơn cả một kỳ tích. Để có được tấm vé đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold đã phải trải qua muôn vàn gian khó. Cần lưu ý là tuyển Australia đã thi đấu không thành công tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Matthew Ryan và các đồng đội đã phải chơi 2 trận playoff đầy kịch tính trước UAE tại vòng loại châu Á, trước khi hạ tiếp Peru ở vòng loại liên khu vực trên chấm luân lưu. Ngay khi có được kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2022, giới mộ điệu để cho rằng cơ hội giành tấm vé vào chơi vòng knockout của tuyển Australia là con số không tròn chỉnh. Bởi thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold phải nằm chung bảng đấu với tuyển Pháp, tuyển Đan Mạch và tuyển Tunisia. Ngoài ẩn số là tuyển Tunisia ra, hai đội bóng còn lại là Pháp và Đan Mạch đều là những đội bóng rất mạnh. Bản thân Úc cũng không còn quá xa lạ với hai cái tên này, khi chính họ chứ không ai khác đã từng bán hành cho Úc vào kỳ World Cup 4 năm trước. Trận thua tan nát với tỷ số 1-4 trước tuyển Pháp trong ngày ra quân khiến cho giới mộ điệu của Úc thêm phần bi quan cho vận mệnh của đội nhà trên đất Qatar. Họ hiểu rằng kịch bản 4 năm trước đang chuẩn bị lặp lại một lần nữa. Úc lại tiếp tục có một kỳ World Cup không thể vượt qua vòng bảng tiếp mà thôi. Tuy nhiên vào thời điểm mà khó khăn bủa vây, người hâm mộ mất dần niềm tin thì cũng là lúc đoàn quân của huấn luyện viên Graham Arnold mang tới cho chúng ta sự bất ngờ. Họ bước vào lượt trận thứ hai gặp Tunisia trong tư thế không có gì để mất. Vẫn là một thế trận co cụm của Úc suốt phần lớn thời gian thi đấu. Một trận thua dường như đã đến rất gần với Socceros. Nhưng không, như chiếc lò xo bị dồn nén, Úc bất ngờ có đòn hồi mã thương ở phút 23 do công của Bichodok mang về 3 điểm vô cùng quý giá cho đại diện đến từ châu Á, nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng đấu này. Người hâm mộ bắt đầu mơ về câu chuyện thần tiên mà Úc có thể vẽ nên tại World Cup năm nay khi họ sẽ chạm trán một Đan Mạch có phần rệu rã tại trận đấu cuối. Vẫn là một Úc co cụm phòng ngự trước những đợt sóng của Đan Mạch. Họ thành công bảo vệ mảnh lưới của mình trong 45 phút đầu tiên. Một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc của thủ thành Matthew Ryan khi anh đã có tới 14 lần từ chối bàn thắng của những chú lính chỉ. Sang tới hiệp thi đấu thứ hai, dường như đã có một sự điều chỉnh nhỏ tới từ huấn luyện viên Graham Arnold. Úc không còn thu mình để chống đỡ các đợt tấn công nữa, mà họ bắt đầu tìm kiếm những sơ hở để phản công. Và rồi cơ hội đã mở ra và Úc nhanh chóng nắm bắt đó một cách trọn vẹn. Từ một pha phản công nhanh ở phút 60, Matthew Leakey đi bóng qua hai cầu thủ hậu vệ của Đan Mạch trước khi đưa ra một cú sút vô cùng hiểm hóc, loại bỏ hoàn toàn thủ thành Kasper Schmeichel, mở tỷ số 1-0 cho Úc. Tỷ số này giữ nguyên cho đến hết 90 phút và Úc cũng trở thành đại diện châu Á đầu tiên tại World Cup 2022 góp mặt tại vòng 1/8. Nhật Bản từ lâu luôn được xem là quốc gia có nền bóng đá số 1 tại khu vực châu Á. Tuy nhiên khi bơi ra biển lớn, cụ thể là sân chơi World Cup, sức mạnh ấy vẫn luôn bị kìm hãm bởi những lý do không thể nào giải thích được. Tuy nhiên tại World Cup 2022, mọi chuyện đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Nhật Bản đã bắt đầu biết cách biến vòng 1/8 thành sân chơi mà bản thân có thể thường xuyên góp mặt. Họ rơi vào bảng E nơi có sự xuất hiện của hai nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha, Đức cùng ngựa ô World Cup 2014, Costa Rica. Một bảng đấu tử thần đúng nghĩa dành cho bất cứ một đội tuyển nào. Và Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ. Những chiến binh Samurai xanh cũng hiểu được rằng để họ có thể tiến xa tại kỳ World Cup lần này là không thể dễ dàng một chút nào. Và việc bị loại sớm là điều mà đa phần người hâm mộ của Nhật Bản cũng mường tượng được. Làm thế nào để Nhật Bản có thể đánh bại Tây Ban Nha và Đức kia chứ? Đó có lẽ là câu hỏi mà từ những người lạc quan nhất cũng không tài nào có thể giải đáp được. Thế nhưng với huấn luyện viên Hajime Moriyasu, ông lại có thể tìm được lời giải cho bài toán nan giải ấy. Trong trận ra quân, đội tuyển Nhật Bản gây sốc toàn thế giới khi ngược dòng hạ cựu vô địch Đức với tỷ số 2-1. Đến lượt trận thứ hai gặp đội bóng Nam Mỹ Costa Rica, cao thủ xứ sở mặt trời mọc chơi có phần trùng xuống và bị thua sát nút 0-1. Bước vào lượt trận cuối gặp Tây Ban Nha, nhiệm vụ của những chiến binh Samurai không gì khác ngoài 3 điểm. Nếu hòa hoặc thua tại trận đấu này, Nhật Bản chắc chắn sẽ rời khỏi Qatar. Trận đấu mới chỉ trôi qua hơn 10 phút, Tây Ban Nha đã cho Nhật Bản một cú tát trời giáng bởi bàn thắng sớm của Morata. Thế trận một chiều từ đại diện châu Âu diễn ra xuyên suốt hiệp 1. Viễn cảnh ra về sớm là điều mà người hâm mộ Nhật Bản đã có thể nhìn được trong trận đấu này. Tuy nhiên, khi những hy vọng tưởng chừng đã dập tắt, Nhật Bản ngay lập tức mang tới bất ngờ cho người hâm mộ ngay đầu hiệp 2. Những chiến binh Samurai xanh chỉ mất 3 phút để đưa Nhật Bản từ cõi chết trở về do những pha lập công của Aoi Tanaka và Ritsu Doan. Kết quả ấy được giữ nguyên tới 45 phút hiệp 2 và Nhật Bản có lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng trước những nhà cựu vô địch thế giới. Chiến thắng này còn mang tới nhiều bất ngờ hơn cả khi Nhật Bản chính thức vượt lên trên cả những Tây Ban Nha hay Đức để chiếm trệ đứng ở vị trí đầu bảng E. Đây có lẽ là bất ngờ gây sửng sốt toàn thế giới. Họ đơn giản là không thể tin được vào mắt mình khi Nhật Bản đã giành chiến thắng trước hai đại diện vô địch, đó là nhà vô địch thế giới Đức và Tây Ban Nha để góp mặt tại vòng 1/8. Nhưng với người dân Nhật Bản, đơn giản là sự tự hào, bởi đây không phải là hành trình kỳ diệu nữa, mà đây là chứng minh cho sức mạnh tuyệt đối của Nhật Bản đã không ngừng nỗ lực và cố gắng để có được thành quả như ngày hôm nay.
Nằm ở bảng đấu có sự xuất hiện của ba đội bóng rất mạnh ở từng châu lục là Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn bị đánh giá thấp nhất trong bảng đấu này. Nhưng với những gì mà đội bóng xứ sở kim chi đã thể hiện thì tấm vé đi tiếp của họ cho đến lúc này là hoàn toàn xứng đáng. Huấn luyện viên Paulo Bento và các học trò mở đầu chiến dịch tại Qatar của mình bằng trận đấu với đội tuyển Uruguay. Đại diện của Nam Mỹ với một dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm, thường xuyên chinh chiến ở những giải đấu lớn kết hợp với các nhân tố trẻ trung đang thi đấu nổi bật trong màu áo của nhiều câu lạc bộ tầm cỡ thế giới sẽ là đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí thứ hai tại bảng đấu, thậm chí có thể là cả vị trí số 1 nữa. Thay vì kiên nhẫn tập trung phòng ngự ở đầu trận để chờ bung sức về sau, Hàn Quốc chọn tấn công phủ đầu ngay khi nhập cuộc với ý đồ sớm tìm bàn thắng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lần lượt là 80% rồi 72% ở các mốc 5 phút rồi 10 phút. Nhưng Uruguay vẫn rất đẳng cấp khi bình tĩnh hóa giải từng đợt tấn công của đội tuyển này. Thậm chí đã có những cơ hội 10-10 nhưng không tận dụng thành công. Một trận hòa không bàn thắng là kết quả tương đối thành công dành cho Son Heung-min và các đồng đội. Cuộc chạm trán với Ghana được xem là trận đấu bản lề để đoàn quân huấn luyện viên Paulo Bento nuôi cơ hội đi tiếp. Đại diện của châu Phi được đánh giá là một đối thủ ngang tài ngang sức và giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ có được lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào vòng 1/8. Dù bị dẫn trước 2 bàn ở ngay trong hiệp 1, nhưng tinh thần không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng đã giúp Hàn Quốc gỡ hòa hiệp 2. Hàng vạn cổ động viên của đội bóng này bùng nổ trên các khán đài, nhưng rồi họ lại để Ghana ghi bàn thắng quyết định và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2. Các cầu thủ Hàn Quốc ngã gục, Son Heung-min rơi những giọt nước mắt đầy cay đắng. Họ chưa bị loại nhưng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của mình và cánh cửa đi tiếp giờ là rất hẹp. Lượt trận cuối và phải đối đầu với một Bồ Đào Nha ở vị trí đầu bảng và chỉ có chiến thắng mới giúp cho Son Heung-min cùng các đồng đội níu giữ lấy cơ hội trước khi chờ đợi kết quả của cặp đấu còn lại. Trong quá khứ họ đã từng giành chiến thắng trước Seleção châu Âu cũng tại vòng bảng nhưng ở thời điểm hiện tại là rất khó bởi đội bóng bán đảo Iberia đang sở hữu một đội hình toàn sao và hướng đến việc xây chắc ngôi vị số 1 tại bảng đấu này. Nhưng điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra. Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha hùng mạnh, qua đó tự đưa mình lách qua khe cửa hẹp để đến với vòng 16 đội. Dù cho họ đã gặp bất lợi lớn khi huấn luyện viên Paulo Bento phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền chỉ đạo ở trận đấu trước, nhưng tinh thần của những chú hổ trắng đã được thể hiện đúng lúc và đúng chỗ, giúp họ là đại diện thứ 3 của châu Á vượt qua vòng bảng, trở thành một trong những niềm tự hào của châu lục này tại vòng chung kết FIFA World Cup năm nay. Chúng ta có Australia, đội bóng mang hộ khẩu châu Á nhưng có rất nhiều nét châu Âu. Thôi thì cứ coi họ là một đại diện của châu Á đi vậy. Xuất xứ từ châu đại dương xa xôi nhưng Australia đã nhanh chóng đưa những cầu thủ của mình đến thi đấu ở lục địa già. Từ thời của những Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Viduka hay Mark Schwarzer, tất cả họ đều quen mặt với các khán giả Việt. Dù chỉ chơi bóng ở những câu lạc bộ tầm trung ở ngoại Anh, những huyền thoại của bóng đá Australia đều gây tiếng vang lớn. Còn ở thực tại, đội bóng huấn luyện viên Graham Arnold cũng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Tính tổng cộng, họ sở hữu 14 cầu thủ thi đấu cho các câu lạc bộ thuộc hạng nhất Anh, Italia hay Tây Ban Nha. Nói rộng hơn, trong số 26 cầu thủ Australia đem đến World Cup lần này, chỉ có 8 cầu thủ đang thi đấu cho giải quốc nội. Tiếp đến chúng ta có Nhật Bản, với số lượng cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu còn khủng khiếp hơn. Đội tuyển xứ sở mặt trời mọc có tới 19 cầu thủ thuộc các câu lạc bộ ở lục địa già, 7 người còn lại đều đang thi đấu ở giải quốc nội. Với Hàn Quốc, con số này chỉ là 9, họ có rất nhiều cầu thủ thuộc các câu lạc bộ từ K-League và nằm rải rác ở các đội bóng khác của châu Á như là Nhật Bản, Trung Quốc hay thậm chí là cả Qatar. Iran cũng là một đội tuyển có nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Trong số các đại diện châu Á, chỉ có Qatar và Ả Rập Xê Út ưa dùng những cầu thủ thi đấu ở ngoài giải quốc nội. Giờ thì bạn đã nhìn thấy sự khác biệt rồi chứ? Đã từ rất lâu, những nền bóng đá hàng đầu châu Á đều coi việc đưa cầu thủ ra châu Âu thi đấu là một mục tiêu, là phương thức để nâng tầm. Còn nhớ ở World Cup 2002, số lượng cầu thủ châu Á đá tại châu Âu chỉ đếm trên đầu ngón tay. An Trung Hoàn, một trong những cầu thủ hiếm hoi được đi du học, đã lập tức bị câu lạc bộ Perugia tống cổ vì ghi bàn loại đội tuyển Ý. Không bàn đến những drama, sở dĩ Perugia đưa ra quyết định mạnh dạn đến vậy, một phần cũng vì An Trung Hoàn không phải là nhân tố quan trọng của đội bóng này. Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Son Heung-min, Kim Min-jae đều đang là trụ cột của các đội bóng mà họ đang khoác áo. Điều tương tự cũng có thể nói về cầu thủ Nhật Bản hay Iran, Taremi đang tạo ra vị thế. Ngay từ ban đầu, các nền bóng đá này đã hướng tới châu Âu để phát triển. Họ cứ đi, thất bại, lại quay về và truyền đạt kinh nghiệm cho những người đàn em. Và giờ thì họ bắt đầu gặt hái thành quả từ chính World Cup 2022. Chơi bóng ở châu Âu có lợi gì cho cầu thủ châu Á? Hiểu đơn giản như thế này, khi bạn được ăn tập, sinh hoạt ở nơi bóng đá phát triển nhất, thì ngay cả những điều cơ bản cũng tạo ra sự khác biệt. Từ khẩu phần ăn, chế độ tập luyện, dinh dưỡng, mọi thứ giúp cầu thủ châu Á cải thiện đáng kể ở mặt trận thể chất. Khi bạn có đủ thể lực để chạy 90 phút thay 120 phút, khi bạn có đủ cơ bắp để va chạm với đối thủ, cuộc đấu về sức giờ đã trở nên cân bằng hơn.
Chưa kể họ đã được rèn luyện rất nhiều trong môi trường bóng đá đỉnh cao về mặt kỹ chiến thuật, về tâm lý, về bản lĩnh. Những điều đó chỉ có các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mới có thể đem đến. Và giờ họ mang kinh nghiệm của mình để phục vụ đội tuyển quốc gia. Như tất cả đã thấy, châu Á tạo ra thành tích chưa từng có với 3 trên 6 đại diện vượt qua vòng bảng. Nhìn lại thì bí kíp thành công lớn nhất của các đội tuyển quốc gia tại châu lục này phải là sự xuất khẩu của cầu thủ sang châu Âu. Một phần cho lý do châu Á được gọi là vùng trũng của bóng đá vì quá trình họ vươn đến bóng đá quốc tế rất trễ. Mãi đến năm 1986, lần đầu tiên châu Á có nhiều hơn một đội tuyển tham dự, và đến năm 1998, số đại diện của khu vực này mới chính thức vượt lên con số 4. Và tất nhiên, thành tích của họ tại đấu trường này cũng không cao. Năm 1954, Hàn Quốc dừng chân ở vòng bảng. Năm 1966, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tạo nên cú sốc khi vào đến tứ kết. Năm 1970, 1978 và 1982, những đội bóng châu Á duy nhất có mặt ở giải đấu là Israel, Iran, Kuwait đều dừng chân ở vòng bảng. Mãi đến năm 1994, Ả Rập Xê Út mới có thể ghi danh cho đại diện châu Á tiếp theo tiến tới vòng knockout. Cho tới tận trước giải đấu này, châu Á chỉ có nhiều nhất 2 đội vượt qua vòng bảng World Cup xảy ra ở 2 kỳ giải, đó là 2002 và 2010. Năm 2002, kỳ World Cup mà Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 đội đồng chủ nhà, họ đã đều vượt qua vòng bảng. Bảng đấu của Hàn Quốc khi đó có Mỹ, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Đội chủ nhà chiến thắng Ba Lan 2-0 ở trận đầu tiên, cầm hòa Mỹ 1-1 ở trận thứ hai. Ở trận đấu thứ ba, họ cũng gặp Bồ Đào Nha và giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Paulo Bento, huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển Hàn Quốc khi đó, là người đã xuất hiện trong đội hình ra sân của Bồ Đào Nha. Và ông cũng chính là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, người bị sa thải sau kỳ World Cup 2014 không thành công. Trong khi đó, Nhật Bản ở năm 2002 nằm ở bảng H với Bỉ, Nga và Tunisia. Họ hòa Bỉ 2-2 ở trận ra quân và giành lần lượt các thắng lợi 1-0, 2-0 trước Nga và Tunisia. Chắc hẳn chúng ta không quên về việc Hàn Quốc làm nên kỳ tích khi vào đến bán kết và lần lượt chiến thắng Italia và Tây Ban Nha ở các trận đấu trước đó, trong khi đó Nhật Bản buộc phải dừng lại vòng 1/8 trước đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đến 2010 tại Nam Phi, Nhật Bản và Hàn Quốc tái lập thành tích khi vào vòng 1/8 nhưng dừng bước ở đó. Hàn Quốc khi đó đứng thứ nhì trong một bảng đấu gồm những Argentina, Hy Lạp và Nigeria, trong khi người Nhật đứng nhì bảng E bao gồm những đại diện Hà Lan, Đan Mạch và Cameroon. Họ dừng bước trước những Uruguay và Paraguay, hai đại diện đến từ Nam Mỹ. Bởi tất cả những điều đó, việc có 3 đội châu Á vượt qua vòng bảng ở năm nay thực sự là một vụ nổ với nền bóng đá ở khu vực này. Nếu họ nằm cùng một nhánh đấu có thể khiến họ có khả năng phải chạm mặt nếu tiến sâu. Nhưng nó cũng cho chính các đại diện ở châu Á có thể tiến sâu với hết mức có thể để hiện thực hóa lại thành tích mà Hàn Quốc từng tạo dựng chẳng hạn. Đồng thời, người Hàn đã để lại một hình ảnh không mấy đẹp mắt với chúng ta vào năm 2002. Nhưng ở hiện tại, những gì họ đang làm và những đại diện khác của châu Á đang làm thực sự là một điều tuyệt vời. Đã chẳng có một đội bóng nào có thể vào tứ kết kể từ năm 2002, và chúng ta hy vọng nó có thể thay đổi ở chính năm này. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi, và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.